Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số vấn đề sau. 1. Mỡ ở vị trí này cảnh báo 5 bệnh nguy hiểm. 2. Cách chế biến cà tím hại dạ dày, thậm chí gây tử vong. 3. Suy gan thận nếu duy trì 5 kiểu uống nước đổ đen này. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Phần 1. Mỡ ở vị trí này cảnh báo 5 bệnh nguy hiểm. Các bạn thân mến, mỡ bụng không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ mà còn là mầm bệnh đối với sức khỏe. Chúng tích tụ do thói quen sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh hoặc do nội tiết tố và yếu tố di truyền. Sau đây, chúng tôi xin cung cấp cho bạn thông tin về 5 căn bệnh nguy hiểm liên quan đến mỡ bụng. Thứ nhất, bệnh tiểu đường. Khi gan của bạn bị bao bọc bởi các mô mỡ do mỡ bụng dư thừa, nó không thể xử lý đủ lượng đường trong máu. Điều này dẫn tới cơ thể giữ đường trong máu thay vì đường được xử lý bởi gan. Từ đó, lượng đường trong máu cao hơn và có thể gây ra bệnh tiểu đường. Do vậy, khi thấy vòng bụng to bất thường, đặc biệt với những người đang ở độ tuổi trung niên, cần đi đo lượng đường trong máu để có phương pháp xử lý kịp thời. Thứ hai, ảnh hưởng xấu đến xương khớp. Mỡ bụng nhiều khiến trọng lượng cơ thể gia tăng. Điều này dẫn đến xương khớp của bạn phải chịu một áp lực rất lớn trong thời gian dài, khiến chúng dễ bị thoái hóa, gây đau nhức, đi lại khó khăn. Thứ ba, ung thư. Không chỉ đối với nữ giới mà ngay cả nam giới nếu bị béo bụng cũng có thể mắc ung thư vú dễ dàng hơn. Bởi khi lượng chất béo trong cơ thể càng cao thì khả năng mắc ung thư vú cũng tăng hơn. Theo một nghiên cứu được thực hiện trên 3.000 phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh ở Ấn Độ, đã cho thấy người có vòng eo to gần bằng vòng hông thì nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp khoảng 4 lần so với phụ nữ có cân nặng và vòng bụng bình thường. Thứ tư, tim mạch. Béo bụng thường đi kèm với rối loạn mỡ trong máu hoặc cholesterol cao. Lượng cholesterol cao gây xơ hóa lòng mạch máu, gây cản trở quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể. Điều này khiến cơ tim bị thiếu máu, thiếu oxy, dẫn đến hoạt động không kém hiệu quả, nhanh bị suy yếu và mắc bệnh. Nếu các mảng mỡ bám trong thành mạch quá dày, dễ gây ra tắc mạch tuần hoàn, tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Thứ năm, sa sút trí tuệ. Theo nghiên cứu, phụ nữ có nhiều mỡ bụng có nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ cao gấp 3 lần người bình thường. Nguyên nhân phần lớn là do mỡ nội tạng gây nên. Cụ thể, mỡ nội tạng liên quan đến hormone leptin được tiết ra bởi chất béo dự trữ và có tác động xấu đến não, điều hòa sự thèm ăn, học tập và trí nhớ. Thưa quý vị, những người có mỡ bụng dày có thể mắc các bệnh nguy hiểm. Một chế độ ăn lành mạnh, khoa học giúp kiểm soát cân nặng sẽ giúp bạn phòng ngừa bệnh tật. Sau đây, chúng tôi sẽ mách bạn những cách giảm mỡ thừa hiệu quả. Chú ý đến chế độ ăn uống dinh dưỡng. Đây là một trong những việc quan trọng hàng đầu trong những cách thức giảm mỡ bụng tại nhà hiệu quả nhất. Hạn chế đồ ăn nhanh, dầu mỡ, nước ngọt có ga hay đồ ăn chứa nhiều đường. Thay vào đó, bạn nên bổ sung nhiều hoa quả, rau xanh vào thực đơn hàng ngày. Uống đủ nước mỗi ngày. Ở người trưởng thành, uống nhiều nước trên 1,5 lít nước trên một ngày giúp tăng 24-30% khả năng đốt cháy calo ở trạng thái nghỉ ngơi. Còn đối với phụ nữ thừa cân, khi uống nhiều hơn 1 lít nước mỗi ngày trong vòng 12 tháng sẽ giúp giảm ít nhất 2 kg. Vận động hợp lý. Để đẩy nhanh quá trình giảm cân và hỗ trợ giảm tích mỡ thừa vùng bụng, bạn có thể thực hiện luyện tập các bài tập giảm mỡ bụng, nhảy dây, giảm cân hay chạy bộ, giảm cân. Nghỉ ngơi hợp lý.
Ngoài chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý, người bị béo phì nên giảm stress, ngủ đủ giấc để giảm lượng mỡ thừa vùng bụng. Việc ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng sẽ giúp ngăn chặn cơn đói và báo hiệu cảm giác no. Vì thế, khi ngủ đủ giấc, bạn sẽ giảm cảm giác thèm ăn vặt và giảm nhu cầu ăn những thực phẩm không lành mạnh, giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn. Vừa rồi chúng tôi đã cung cấp cho bạn thông tin về 5 căn bệnh nguy hiểm liên quan đến mỡ bụng và cách giảm mỡ thừa hiệu quả nhất. Chúc các bạn có thân hình như ý và luôn khỏe mạnh. Nếu có cách giảm mỡ bụng hiệu quả, hãy đóng góp ý kiến với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ở phía dưới video. Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Phần 2. Cách chế biến cà tím hại dạ dày, thậm chí gây tử vong. Thưa quý vị, cà tím là thực phẩm rất quen thuộc trong các bữa ăn gia đình. Loại quả này chứa nhiều chất xơ cùng hàng loạt các chất dinh dưỡng khác giúp bảo vệ tim mạch, đôi mắt, giảm cân hay ngăn ngừa thiếu máu. Thế nhưng, cà tím cũng có thể gây ra tác dụng phụ nếu ăn không đúng cách. Cụ thể, loại thực phẩm này có thể sinh ra chất độc như solanin và gây ngứa. Solanin là một chất kịch độc có đặc tính diệt côn trùng và diệt nấm. Ngộ độc chất này chủ yếu gây rối loạn tiêu hóa và thần kinh. Triệu chứng bao gồm buồn nôn, tiêu chảy, đau rút ở dạ dày, khô rát cổ họng, đau đầu và chóng mặt, ảo giác, mất cảm giác, tình trạng tê liệt, sốt, giãn đồng tử và giảm thân nhiệt cũng được đề cập trong các ca nguy cấp. Ở hàm lượng lớn, ngộ độc solanin có thể gây tử vong. Ngoài ra, ăn cà tím còn có thể gây ra phản ứng dị ứng. Triệu chứng của dị ứng cà tím thường giống dị ứng thực phẩm khác, bao gồm các triệu chứng thường xuất hiện sau vài phút ăn cà tím, đôi khi là sau một vài giờ. Trường hợp nghiêm trọng, dị ứng cà tím có thể dẫn đến sốc phản vệ. Sau đây chúng tôi xin đưa ra một số cách chế biến cà tím hại dạ dày, thậm chí gây tử vong. 1. Ăn cà tím chưa nấu chín. Trong cà tím có chứa solanin, có tác dụng chống oxy hóa và ức chế tế bào ung thư. Nhưng chất này cũng có tác dụng kích thích lên các trung tâm hô hấp, gây mê. Vì vậy, khi uống nước cà tím hay cà tím chưa nấu chín, rất dễ xảy ra ngộ độc. 2. Ăn quá nhiều cà tím. Nếu ăn quá nhiều cà tím đã nấu chín, cũng vẫn có thể bị ngộ độc solanin, bởi khả năng hòa tan trong nước của chất này không đáng kể, nên khi đun sôi không phá hủy được chất này. Để làm giảm nồng độ của solanin, khi chế biến cho thêm chút giấm sẽ thúc đẩy sự phân hủy. 3. Ăn nhiều bữa liên tiếp. Trong cà tím còn chứa một lượng nicotine cao hơn bất kỳ loại rau củ nào. Để tránh độc, không nên ăn cà tím quá 2 đến 3 lần trên một tuần. Mỗi lần khoảng 100 đến 200 gram bằng cách nấu các món ăn đơn giản để ăn cùng cơm. 4. Sơ chế không đúng cách. Để tránh bị ngứa sau khi ăn cà tím, bạn cần sơ chế cẩn thận và nấu chín kỹ cà tím. Trước khi chế biến, nên ngâm cà tím qua nước pha muối, sau đó rửa sạch lại sẽ làm cà tím mềm hơn và loại bỏ gần hết vị đắng. Món ăn sẽ ngon hơn. Điều cần lưu ý là khi ăn không nên bỏ vỏ cà tím mà nên ăn cả vỏ, bởi vỏ cà tím có chứa vitamin nhóm B và vitamin nhóm C rất có lợi cho sức khỏe. Thưa quý vị, vậy những ai nên hạn chế ăn cà tím? Người mắc bệnh thận. Những người mắc bệnh thận cũng không nên ăn cà tím bởi cà tím chứa lượng oxalate cao. Đây vốn là loại axit có trong thực vật mà nếu ăn quá nhiều thì dễ gây sỏi thận. Người bị bệnh dạ dày. Cà tím là thực phẩm có tính hàn, nếu ăn nhiều có thể làm cho dạ dày cảm thấy khó chịu, gây ra tiêu chảy nặng. Vì vậy, những người đang gặp vấn đề ở dạ dày đặc biệt không nên ăn. Người thể trạng yếu. Do cà tím có tính hàn nên những người yếu, mệt hay thể trạng kém cũng không nên ăn nhiều và thường xuyên. Người bị hen suyễn, bệnh tiểu đường, người đang có chỉ định phẫu thuật. Ngoài ra cần lưu ý, không nên ăn cà tím vào những thời điểm giao mùa, thu đông,
Vì cà tím thiên về tính hàn, những người có thể chất hư hàn ăn vào dễ bị lạnh bụng, đau bụng, đi ngoài nhiều. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung tiếp theo. Phần 3. Suy gan thận nếu duy trì 5 kiểu uống nước đỗ đen này. Các bạn thân mến, trong hạt đậu đen có chứa nhiều protein, vitamin A, B, B1 cần thiết, khoáng chất, chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe. Vì thế, rất nhiều người đã sử dụng đậu đen rang hãm lấy nước uống. Nước đậu đen có nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người như giúp tiêu mỡ, giảm cân an toàn, hỗ trợ làm đẹp da, làm chậm quá trình lão hóa, chống ung thư, tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng ngừa và hỗ trợ bệnh thận, kiểm soát tình trạng huyết áp cao. Có thể nói tác dụng của đậu đen mang lại cho cơ thể rất nhiều. Tuy vậy, bạn không nên quá lạm dụng thức uống này để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đây là những sai lầm khi uống nước đậu đen gây hại cho sức khỏe mà bạn nên tránh. Uống thay nước lọc. Với nhiều người muốn giảm cân, thường quá lạm dụng vào thức uống này thay nước lọc để đẩy nhanh quá trình giảm cân. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều nước đậu đen đã dẫn đến việc cơ thể giảm khả năng hấp thu các chất khác. Trong khi đó, nếu trẻ em uống quá nhiều nước đậu đen sẽ khiến bé không hấp thu được các chất dinh dưỡng, dẫn tới suy dinh dưỡng và thấp còi. Uống khi cơ thể bị cảm lạnh. Đậu đen là thức uống có tính hàn, khi uống quá nhiều sẽ làm lạnh bụng, dẫn tới tiêu chảy. Đặc biệt đối với cơ thể đang bị cảm lạnh, không nên dùng bởi nước đậu đen có thể làm tình trạng thêm nặng. Để giảm tính hàn có trong thực phẩm này, chúng ta nên đem đậu đen đi rang trước khi chế biến. Dùng khi đang uống thuốc. Trong đậu đen có chứa các protein kim loại nặng, có thể kết hợp thành các chất kết tủa. Do đó, đối với những người đang uống thuốc, nếu dùng cả nước đậu đen có thể phản ứng và làm giảm tác dụng của thuốc. Ngoài ra, hàm lượng axit folic, một chất phản dinh dưỡng gây cản trở sự hấp thụ khoáng chất từ chế độ ăn uống trong đậu đen sẽ ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ của các chất trong cơ thể. Vì vậy, hãy sử dụng nước đậu đen sau 4 tiếng đồng hồ sau khi tiêu thụ các thực phẩm khác. Sử dụng khi đang tiêu chảy, viêm đại tràng. Những người đang mắc bệnh viêm đại tràng, tiêu chảy, tiêu hóa kém không nên sử dụng nước đậu đen. Ngoài ra, đối với trẻ em, người lớn tuổi hay người có thể trạng yếu cũng nên hạn chế sử dụng thức uống này. Do hàm lượng protein trong đậu đen cao, cơ thể sẽ khó tiêu thụ hết lượng protein trong thực phẩm, từ đó gây ra vấn đề về tiêu hóa, đau bụng, đầy bụng. Uống khi đang có vấn đề ở thận. Nước đậu đen có tác dụng lợi tiểu, nếu dùng cho người có thận yếu hay các vấn đề ở thận sẽ khiến thận quá tải, trầm trọng thêm các vấn đề. Do đó, nếu bạn đã bị bệnh thận thì không nên uống nước đậu đen để giảm cân, đẹp da. Để làm đậu đen rang hãm lấy nước uống, bạn có thể thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Lựa chọn đậu đen hạt đều, không bị sâu, không bị mốt. Bước 2. Cho đậu đen vào chảo rang lên, đảo đều tay, đun nhỏ lửa để nhiệt chín vào tận trong. Khi thấy mùi thơm và vỏ tát nhẹ ra thì dừng bếp. Bước 3. Tiếp đến cho đậu vừa rang vào nước đun sôi, thấy màu ngã sang màu đỏ nhạt là có thể đổ ra uống. Đậu đen rang hãm lấy nước uống không hết trong ngày, bạn có thể cho vào tủ lạnh bảo quản trong thời gian khoảng 2 ngày. Bạn có thể uống khoảng 2 đến 3 lần trên một tuần. Khi uống có thể cho thêm ít muối để cho dễ uống hơn. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm những hiểu biết cơ bản về công dụng và cách dùng hiệu quả của hạt đậu đen. Qua đó, bạn hãy tận dụng những tinh túy từ hạt đậu này để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.